Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh phân phối về các loại dầu nhớt của mình. Hôm nay là cuối tuần thứ bảy, mình muốn giới thiệu cho các bạn về sản phẩm của Mobil. Mobil là cả một thương hiệu rất là lớn và các cái loại dầu mỡ của Mobil thì được nhập khẩu và rất là chất lượng. Sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu là đó là Mobil SHP XHP 222, là một dòng mỡ lithium đa dụng và nó được pha chế bằng kỹ thuật sản xuất lithium phức hợp độc quyền và giúp cho mỡ được chịu được khả năng chịu được nhiệt độ cao cũng như bám dính tốt và kháng nước và chịu tải và chịu va đập. Và mỡ thì có điểm nhỏ giọt là 140 độ C và được dùng cho các ngành công nghiệp, ô tô, xây dựng và cũng như là hàng hải. Một số cái tính năng lưu điểm của mỡ như sau thì ngăn ngừa nước rửa trôi và nước phun rất là xuất sắc cũng như độ bám dính rất là cao và khả năng chống rỉ và chống ăn mòn tuyệt vời và kháng nước và chống oxy hóa và chống lại suy thoái ở cấu trúc ở nhiệt độ cao rất là tốt. Hiệu suất chống mài mòn và áp lực cũng rất là tốt và mỡ này cũng rất là đa dụng, dùng cho rất là nhiều vị trí các cái vòng bi bạc đạn. Thì đó là một số cái chia sẻ của cái mỡ mỡ XHP Mobil 222 cho bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh giúp mình nhé, để mình có động lực làm video tốt hơn cho bạn. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video sau.